Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phần mềm Illustrator CC 2017. Trước hết chúng ta sẽ khởi động phần mềm bằng cách click đúp chuột vào biểu tượng Adobe Illustrator trên màn hình của chúng ta. Hoặc là các bạn có thể vào trong program, sau đó là chúng ta sẽ vào tìm đến biểu tượng của phần mềm Illustrator. Đây ạ, để chúng ta có thể click đúp vào đó và khởi động phần mềm. Chúng ta sẽ khởi động phần mềm Illustrator CC 2017. Sau khi đã khởi động phần mềm thì chúng ta sẽ mở một file, một thư mục bất kỳ. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ click vào file trên thanh menu và open, hoặc phím tắt là Ctrl O. Đấy, để chúng ta có thể mở một file bất kỳ. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta sẽ click vào nút Open ở phía góc trái giao diện của phần mềm ở đây để chúng ta có thể mở một file mới. Ví dụ như này, tôi sẽ mở một file như này. Đấy là cách mở file thứ hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo file mới nếu như trường hợp là máy các bạn đã chúng ta đã thao tác, hoặc là chúng ta đã có một cái file Illust nào đó thì chúng ta có thể mở file như vậy. Còn cách thứ hai đó là chúng ta sẽ tạo file mới bằng cách là bấm phím Ctrl L. Chúng ta có thể bấm phím tắt Ctrl L, hoặc là thứ hai chúng ta sẽ click vào nút Create New ở phía góc trái giao diện của màn hình. Đấy ạ. Hoặc là chúng ta sẽ vào file, vào new, phím tắt của nó là Ctrl N. Khi chúng ta click lệnh new thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện một cái bảng điều khiển. Ở bên trong bảng điều khiển này, chúng ta sẽ cài đặt thông số cho file mới trong cái hộp thoại này đấy ạ. Thứ nhất đó là tên file. Ở vị trí này các bạn có thể gõ tên file bất kỳ. Giả dụ như bây giờ tôi sẽ tạo một cái file mới có tên là file mới 1 chẳng hạn. Bên dưới đây là chiều rộng và chiều cao của Adblock mà các bạn sẽ tạo ra, hay gọi là cái file mà các bạn sẽ tạo ra. Ở đây thì thông thường khi mà chúng ta khởi động là phần mềm sẽ cho chúng ta một số các thông số mặc định dựa trên một số các kích thước được gợi ý, ví dụ như là A4 hoặc là các cái kích thước như là 2500 x 1200 mm chẳng hạn, vân vân. Còn nếu không thì chúng ta có thể tự động gõ và thay đổi kích thước ở đây. Ví dụ tôi sẽ gõ là 300 chẳng hạn. Và đơn vị hiện tại là với tôi là tôi đang để mm. Chúng ta có thể tùy từng sản phẩm, tùy từng đối tượng của chúng ta để các đơn vị khác nhau. Tuy nhiên là đơn vị phổ thông và phổ biến nhất đó chính là mm ở Việt Nam này ạ. Bên dưới này orientation, đó chính là khổ dọc hoặc là khổ ngang của tệp tài liệu. Tùy từng trường hợp, nếu như mà chiều rộng của chúng ta nó dài hơn chẳng hạn, ví dụ tôi để lại kích thước là 210 x 297, chính là kích thước của A4, nó đang là khổ dọc, hoặc là chúng ta sẽ xoay ngang thì kích thước ngang dọc ở đây nó cũng sẽ thay đổi theo. Bên phải đây đó chính là phần số lượng Adblock, hay gọi là số lượng bảng vẽ trong cùng một file. Chúng ta có thể tạo số lượng tùy ý bằng cách là bấm mũi tên lên xuống, hoặc chúng ta cũng có thể đánh số trực tiếp vào bên trong này. Bên dưới này nó chính là phần thông số của bleed. Bleed ở đây chính là độ bù xén dùng trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là đối với thiết kế in ấn. Trong đây có 4 thông số, thứ nhất là top, bottom và left, right, hay gọi là độ bù xén trên dưới trái phải. Và chúng ta có thể giữ link ở đây để thay đổi một thông số thì lập tức là các chiều còn lại cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ tôi gõ 2 chẳng hạn, là lập tức là tất cả các cái thông số này cũng sẽ thay đổi theo. Bên dưới này đó là Color Mode. Color Mode ở đây có hai chế độ mặc định và cơ bản, đó là RGB và CMYK. Nếu như đối với các thiết kế in ấn, ví dụ như là tờ rơi, logo hay là banner, standee, v.v. chúng ta sẽ phải sử dụng hệ màu CMYK, hệ màu dành cho in ấn. Còn nếu như đối với các sản phẩm chúng ta thiết kế cho việc trình chiếu
thì chúng ta có thể để là hệ màu RGB. Ở bên dưới này, chúng ta có một số các thông số trong mode setting. Chúng ta sẽ có thể có thêm một số các thông số, ví dụ như về độ phân giải. Đây ạ. Thông thường mặc định phần mềm sẽ cài đặt file cho chúng ta đó là độ phân giải 300. Tuy nhiên là nếu như trường hợp cần thiết thiết kế cho các sản phẩm chính chiếu chẳng hạn, chúng ta có thể thay đổi độ phân giải tùy ý. Phía trên này chúng ta có thêm một cái điều chỉnh nữa, đó chính là sự sắp xếp AdWords. Giả dụ như chúng ta có trên số lượng là trên 1, có thể là 2 hoặc 4 gì đó, thì chúng ta sẽ có một số các gợi ý về cách sắp xếp AdWords theo hàng cột từ trái qua phải, sau đó mới từ trên xuống dưới, hoặc là từ trên xuống dưới sau đó từ trái qua phải, nghĩa là thứ tự của các AdWords. Bên dưới này chính là khoảng cách giữa các AdWords. Chúng ta có thể sắp xếp khoảng cách tùy theo ý chúng ta muốn. Và đây có thể nó sẽ chia cột, nếu như chúng ta nhiều hơn 2 thì nó có thể sẽ chia cột cho chúng ta. Chúng ta có thể đánh dấu cột vào đây. Sau khi chúng ta đã nghiên cứu kỹ về các cái thông số này rồi thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút nữa về các cái sản phẩm của chúng ta sẽ ứng dụng trong trường hợp nào. Ở đây thì phần mềm đã gợi ý cho chúng ta đầu tiên đó là region, đó là một số các cái thông số mặc định cơ bản, một số các kích thước tệp tài liệu hay gọi là AdWords cơ bản. Nếu như chúng ta click sang phần mobile, mà phần mềm sẽ gợi ý cho chúng ta một số các kích thước theo các cái màn hình của điện thoại hiện tại và nó tương thích. Và chúng ta có thể thấy ví dụ ở đây đó là iPhone 6 hay iPhone 6 Plus, iPad Pro, iPhone 5S vân vân. Và tương đương như thế, khi chúng ta thay đổi định dạng ví dụ sang web chẳng hạn, nó cũng sẽ gợi ý cho chúng ta một số các cái kích thước của giao diện web phù hợp với các cái khổ lớn nhỏ khác nhau, cái màn hình cũng như là độ phân giải khác nhau, hoặc là chế độ print. Print đây ạ, một số các kích thước định, hoặc là chế độ phim video cũng sẽ cho chúng ta một số các gợi ý về kích thước. Và đặc biệt là khi đấy thì các bạn chúng ta sẽ thấy khi chúng ta chuyển đổi giữa các chế độ, các bạn sẽ thấy thông số phần bên phải của các bạn sẽ tự động thay đổi tương ứng tương thích với các sản phẩm mà chúng ta lựa chọn xem nó thuộc mảng nào, thuộc lĩnh vực nào. Sau khi chúng ta lựa chọn xong thì chúng ta có thể bấm vào nút Create để tạo file mới. Sau khi đã tạo file mới rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đóng file và lưu file. Giả dụ sau khi mà tôi đã tạo ra một số đối tượng bất kỳ hay là chúng ta đã làm việc, chúng ta có thể đóng file. Khi đóng các bạn có thể tắt được đây ạ. Chúng ta có thể click vào dấu nhân phía trên của file tài liệu ở phía này. Chúng ta click vào đây. Và nếu như chúng ta quên chưa save thì phần mềm sẽ hỏi, tự động hỏi chúng ta đó là có muốn save file mới trước khi đóng hay không. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể vào file và vào close, phím tắt là Ctrl W để chúng ta đóng file mới, đóng file. Tuy nhiên thông thường thì trước khi đóng file, nếu như trường hợp file các bạn sẽ còn sử dụng và làm tiếp lần sau thì chúng ta sẽ lưu file. Lưu file đó là gì? Chúng ta vào file sau đấy là vào save hoặc save as, hoặc là save as copy, save as ở đây đó. Khi chúng ta lưu file mà các bạn chưa save thì nó sẽ mặc định là sẽ tạo ra một cái đường dẫn để cho chúng ta sắp xếp xem file của chúng ta sẽ lưu vào đâu đó. Chúng ta click save chẳng hạn và click OK. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về phần không gian làm việc của Illustrator. Không gian làm việc của Illustrator ở đây chúng ta sẽ có một số các cái phần sau. Trước hết phía trên của chúng ta đây đó chính là thanh menu. Cùng trên thanh menu này chúng ta sẽ có một số các cái nút chuyển đổi không gian làm việc. Ở trong này chúng ta sẽ có một số các cái chế độ không gian làm việc mặc định do phần mềm đã tạo ra. Và chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ để chế độ Essential. Bên dưới này nó có một số các cái giao diện làm việc khác, ví dụ như dạng layout. Khi click vào các bạn sẽ thấy nó mở cho các bạn. Thứ nhất là chúng ta vẫn có hộp công cụ. Thứ hai là chúng ta sẽ có một số các cái bảng điều khiển phù hợp để chúng ta có thể thiết kế các layout, hoặc là painting, hoặc là một số các chế độ typography chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy hiện ngay lên cái bảng paragraph và character. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể tạo new workspace, nghĩa là vùng làm việc mới của chúng ta.
Tùy theo ý chúng ta muốn, giả dụ như chúng ta có thể tạo ra một số các cái vùng làm việc và một số các cái công cụ làm việc mà chúng ta thường hay sử dụng chẳng hạn. Đó, để sau đấy là chúng ta có thể tạo ra một cái không gian làm việc của riêng chúng ta. Ví dụ như này. Đó, tôi có thể nhớ ra một số bảng điều khiển mà tôi thường sử dụng. Sau đó tôi vào sẽ vào New Workspace. Tôi có thể đặt là giao diện 1 chẳng hạn. Và click OK. Đấy, lập tức thì các bạn sẽ thấy ở trên này xuất hiện chế độ. Đó. Chế độ là giao diện 1. Và tôi có thể sau này mỗi khi cần đến là tôi có thể click vào cái chế độ này, lập tức tôi sẽ lấy ra được các bảng điều khiển cũng như công cụ mà tôi thường sử dụng. Bên trái của chúng ta chính là nhóm công cụ Tool. Toàn bộ công cụ nằm trong phần mềm Illustrator sẽ nằm ở trong bảng Tool này. Phía bên trên, ngay dưới thanh menu đó chính là bảng Control, là nơi chứa các một số các cái nút điều khiển hoặc là các lệnh điều khiển tương ứng với các cái công cụ bên dưới hộp toolbox của chúng ta chẳng hạn. Chính giữa của chúng ta, phần màu trắng đây chính là phần bảng vẽ hay gọi là artboard. Còn phía bên ngoài vùng màu xám của chúng ta đây ạ, đó chính là phần nháp. Chúng ta vẫn có thể làm việc và thao tác trên phần nháp này. Ở trong bảng công cụ này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng có rất nhiều các cái công cụ khác nhau. Trong bảng toolbox này, các bạn sẽ thấy nó sẽ có rất nhiều các công cụ ẩn bên trong. Khi chúng ta click vào tam giác nhỏ phía góc phải của các công cụ, các bạn sẽ thấy nó hiện ra rất nhiều các công cụ ẩn. Chúng ta chỉ việc click nhấn giữ chuột một chút là chúng sẽ xuất hiện các cái công cụ ẩn bên trong. Và thông thường chúng ta sẽ có một số các công cụ cơ bản mà chúng ta sẽ thường sử dụng, ví dụ như là công cụ selection, công cụ pen hay công cụ text, công cụ vẽ các hình cơ bản, rectangle tool hoặc hay là công cụ scale, vân vân. Nghĩa là chúng ta sẽ có một số nhóm công cụ thao tác thường xuyên. Bên dưới này đó chính là chế độ màu đồ và màu nét của đối tượng và một số các cái chế độ hiển thị màu, màu phẳng, màu gradient hoặc là chế độ không màu. Về nhóm bảng điều khiển của chúng ta, tất cả hầu hết thì bảng điều khiển này sẽ được liệt kê ở phía góc phải của giao diện làm việc. Tuy nhiên là có một số trường hợp mà chúng ta sẽ không có thể có một số bảng điều khiển mà chúng ta không thấy, thì các bạn có thể click vào trong Windows và bên trong Windows này chứa tất cả các bảng điều khiển. Nếu như trường hợp chúng ta không thấy ở bên phải thì chúng ta có thể lấy ra. Và có một số các bảng điều khiển thì có các phím tắt đi kèm và chúng ta có thể nhớ các phím tắt này để chúng ta lấy các bảng điều khiển ra một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Trong nhóm các bảng điều khiển này chúng ta sẽ có rất nhiều các bảng có chức năng, ví dụ như là tên file về đơn vị đo, không gian màu, các kiểu đồ họa hoặc là màu sắc, pattern, hiệu ứng chuyển màu, phông, vân vân. Phía trên thanh menu của chúng ta thì có một số các lệnh sau. Thứ nhất là file. File là nơi chứa các lệnh về tạo file, mở, đóng, lưu file, xuất file, cài đặt, kích thước file, chế độ màu. Ví dụ như chế độ màu hoặc là cài đặt file. Bên cạnh đó là edit, đó là nơi chứa các lệnh về copy, paste, cài đặt một số các thông số cơ bản, vân vân. Object là nơi chứa các thao tác về sắp xếp đối tượng trong bảng vẽ. Còn tiếp theo là type, là nơi chứa các lệnh và thao tác đối với đối tượng chữ. Với mục select là nơi chứa các lệnh về và thao tác về lựa chọn và sắp xếp đối tượng. Effect là nơi chứa các lệnh và hiệu ứng cho đối tượng trong bảng vẽ. View là nơi chứa các lệnh về hiển thị của bản vẽ. Và cuối cùng, Window là nơi chứa toàn bộ các bảng điều khiển và chuyển đổi không gian làm việc của chúng ta. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong về không gian làm việc cũng như là chúng ta đã tìm cách về đóng và mở file trong Illustrator. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các cái chế độ hiển thị của bảng vẽ. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Zoom. Công cụ Zoom phía bên trái của chúng ta trong hộp toolbox nó có hình cái kính lúp. Và khi click chuột vào đây, các bạn sẽ thấy nó hiện lên một cái kính lúp có thể hình dấu cộng, hoặc là nếu như chúng ta giữ phím Alt thì nó sẽ là hình dấu trừ, và chúng ta thu click ra ngoài Advanced, nghĩa là chúng ta sẽ tự động phóng to giao diện làm việc.
vùng làm việc chứ không phải là phóng to đối tượng và cũng không hề ảnh hưởng đến độ phân giải. Nếu như chúng ta giữ phím An thì công cụ Zoom sẽ chuyển đổi thành Zoom nhỏ. Click ra Advanced là cái vùng làm việc bảng vẽ chúng ta sẽ tự động thu nhỏ lại. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể bấm phím tắt đó là Ctrl cộng và Ctrl trừ để phóng to và thu nhỏ đối tượng. Nếu như chúng ta muốn trở về kích thước thật của vùng làm việc, nghĩa là chúng ta sẽ click đúp vào công cụ Zoom. Ngoài ra trong lệnh View này chúng ta còn có một số các cái lệnh, đó là gì? Fit All in Window. Đó là chúng ta sẽ hiển thị toàn bộ vùng làm việc hay gọi là bảng vẽ của chúng ta. Hoặc là View Extra Size là hiển thị kích thước thật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các cái nút chuyển đổi chế độ hiển thị toàn màn hình của vùng làm việc. Bên dưới cùng của hộp toolbox các bạn sẽ thấy nút Change Screen Mode, phím tắt là F để chuyển đổi không gian làm việc. Normal Screen Mode là chế độ hiển thị chuẩn. Thứ hai là nút Full Screen Mode with Menu Bar là chế độ hiển thị toàn màn hình có thanh thực đơn. Và chế độ dưới cùng là Full Screen Mode là chúng ta sẽ hiển thị toàn màn hình mà không có gì cả. Hoặc là chúng ta có thể click phím F để thay đổi, chuyển đổi giữa các cái không gian làm việc, chế độ hiển thị toàn màn hình, tùy từng trường hợp mà chúng ta muốn. Tiếp theo, bên cạnh công cụ Zoom thì chúng ta sẽ có công cụ Hand. Công cụ Hand ở ngay cạnh công cụ Zoom và biểu tượng của nó, đó chính là hình bàn tay, phím tắt là H. Khi click công vào công cụ này, các bạn có thể gì? Click túm, click giữ vào Upward hay là vùng làm việc để chúng ta có thể di chuyển, xem các vùng làm việc trong file của chúng ta. Đó, giả dụ chúng ta bên cạnh này chẳng hạn. Hoặc là khi chúng ta zoom to, chúng ta có thể di chuyển giữa các vùng làm việc với nhau để chúng ta xem. Thông thường khi chúng ta làm việc ví dụ như này, chúng ta sử dụng các công cụ khác nhau, chúng ta vẫn có thể sử dụng nút di chuyển bằng cách chúng ta bấm giữ phím X trên bàn phím làm việc của các bạn để chúng ta có thể tạm thời chuyển thành nút Hand và di chuyển để xem. Thì tuy nhiên là khi mà các bạn lại thao tác với công cụ Text chẳng hạn, ví dụ như này, thì cái thủ thuật mà chúng ta sử dụng phím cách để chuyển đổi thành công cụ Hand là không thể. Bởi vì lúc này công cụ Text sẽ tự động hiểu rằng đấy là dấu cách giữa các cái tự văn bản. Vậy cho nên là thủ thuật sử dụng phím Spacebar hoặc là phím cách ấy, để chuyển đổi thành công cụ Hand không có tác dụng khi chúng ta đang sử dụng các công cụ Text. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm việc với thước canh, đường canh và ô lưới. Trong phần này, chúng ta hiểu rằng thước canh hay gọi là thước đo dùng để định vị và căn chỉnh đối tượng. Để hiển thị thước đo thì chúng ta có thể vào View và các bạn sẽ tìm đến phần Ruler. Trong phần Ruler này, chúng ta sẽ có một số các lệnh, ví dụ như là Show Ruler. Chúng ta click vào đây. Hoặc là các bạn có thể bấm Ctrl R, chúng ta sẽ thấy nó hiển thị thước đo ở ngay dưới thanh Control. Đó, hoặc là ở phía bên trái này. Đây ạ, thước đo dọc và thước đo ngang. Để tắt thước đi thì chúng ta cũng có thể click phím tắt đó là Ctrl R. Bật thước lên và tắt thước đi cũng là phím Ctrl R. Và để định vị cho thước đo thì chúng ta có thể thay đổi đơn vị cho thước đo đấy ạ. Thì các bạn có thể vào Exist và chúng ta vào Preference. Sau đó vào Unit để thay đổi đơn vị ở trong mục General này. General. Với cái mục này thì thông thường nó sẽ có một số các đơn vị đo là frame, pica, inches, centimet, pixel. Tuy nhiên là trong thiết kế thì thông thường là chúng ta sẽ, đặc biệt là ở Việt Nam thì chúng ta thường để đơn vị millimet là đơn vị phổ thông nhất. Bên cạnh là thước canh thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đường canh và các cái chế độ ô lưới. Đường canh ở đây gọi là ruler guide. Đường canh này chúng ta lấy ra từ thước đo. Và đường canh này nó là đường dọc hoặc ngang, có thể thêm vào bất kỳ đâu trong file thiết kế của chúng ta, dùng để tham chiếu, căn gióng và định vị các phần tử. Và để show thước gai lên hay gọi là hiển thị thước gai thì chúng ta sẽ vào View, vào gai. Nếu như trường hợp chúng ta đang hiển thị thước gai rồi, đường gai rồi, thì các bạn sẽ thấy trong lệnh View này nó sẽ là hai gai. Hoặc phím tắt đó là Ctrl dấu chấm phẩy. Chúng ta có thể ấn vào hai gai này để tắt đường gai này đi. Hoặc là cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ vào show gai lên chẳng hạn.
Trường hợp các bạn muốn lấy đường gióng hay quặng đường gai này để chúng ta căn gióng đối tượng mà không muốn bị ảnh hưởng trong quá trình thao tác làm việc, nghĩa là nó sẽ bị di chuyển mất cái đường gai này, thì chúng ta chọn đường gai và sau đó là vào gai này, vào lúc gai. Để chúng ta sẽ khóa cái đường gai này lại. Và như vậy là trong quá trình mà các bạn thao tác cái đường gióng này, nó sẽ không bị ảnh hưởng, không bị va chạm vào, chúng ta có thể thoải mái làm việc. Và để gỡ gai ra, để chúng ta có thể thao tác, thì các bạn sẽ click vào unlock gai. Hoặc là khi chúng ta không cần những đường gai này nữa, thì các bạn sẽ có thể click vào view gai và clear gai để chúng ta xóa hết những gai không cần thiết, đường gai không cần thiết nữa. Bên cạnh đường gai thì chúng ta còn có một cái chế độ khác dùng để căn chỉnh cho chính xác đối tượng, đó chính là dạng ô lưới. Và để hiển thị ô lưới thì các bạn có thể vào view, chúng ta sẽ vào whip, show whip. Như vậy các bạn sẽ thấy trên vùng làm việc của các bạn nó là cái chế độ ô lưới, nó rất là tiện lợi trong quá trình làm việc. Chúng ta có thể căn gióng, chỉnh sửa đối tượng và áp đối tượng theo một cái lưới này sao cho nó phù hợp và có thể tạo được cái sự chuẩn xác. Còn nếu như các bạn muốn tắt cái lưới này đi thì chúng ta cũng sẽ click vào view một gif và hai gif. Phím tắt ở đây đó là chính là Ctrl cộng với phím ngoặc kép ạ, ta tắt đi. Và trong Allo CC thì chúng ta có một cái yếu tố rất là tiện lợi, đó chính là đường canh thông minh hay còn gọi là Smart Guide. Chúng ta lưu ý đó là gì? Thông thường thì Smart Guide này nó mặc định sẽ được hiển thị, nó có dấu tích xanh ở trong Smart Guide trong View, phím tắt là Ctrl U. Thế tuy nhiên là trường hợp nếu như chúng ta bị tắt mất thì các bạn sẽ vào View, vào Smart Guide, hoặc là chúng ta bấm Ctrl U để hiển thị cái đường gai thông minh đấy lên. Và chúng ta sẽ thấy khi chúng ta di chuyển đối tượng sẽ xuất hiện các cái đường gióng màu hồng, hoặc là khi chúng ta vẽ đối tượng mới chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một số các cái đường gióng màu hồng. Ví dụ đây các bạn sẽ nhìn thấy ở bên trong này tự động bắt vào cái tâm của hình có trước đó đấy. Hoặc là khi chúng ta vẽ, có thể là khi nó được hình tròn chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện cái đường gióng màu hồng, đúng không ạ? Và ví dụ như chúng ta có thể di chuyển, khi chúng ta di chuyển đối tượng chẳng hạn, khi chúng ta di chuyển đối tượng chẳng hạn thì các cái đường gióng màu hồng này cũng sẽ xuất hiện, hay gọi là đường gai thông minh, Smart Guide sẽ tự động xuất hiện để chúng ta, giúp chúng ta có thể căn gióng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và chúng ta, mọi đối tượng thì đều có các cái dấu chọn, và các dấu chọn này sẽ được tự động đánh dấu highlight để hiển thị các cái điểm neo. Thì ở đây tôi ví dụ, giả dụ tôi lấy một cái symbol này ra. Một cái symbol này, khi chúng ta click vào đối tượng, tôi sẽ breaking symbol đã để trở thành đối tượng bình thường. Thì khi các bạn click vào đối tượng như này, các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy đối tượng chúng ta xuất hiện rất nhiều các cái điểm neo. Điểm neo đây ạ. Các cái điểm neo ở đây hiện tại nó là các cái màu tròn đỏ. Cái điểm neo ở đây hiện tại nó là các cái chấm nhỏ màu đỏ. Đó, hoặc là các bạn sẽ thấy là cái khung của đối tượng ở đây nó cũng đang là màu đỏ. Và nếu như chúng ta muốn hiển thị các cái hiển thị hoặc ẩn các cái dấu chọn này thì các bạn có thể vào đây ạ. Chúng ta vào view, vào 2x. Đây. Phím tắt là Ctrl H. Đấy. Ví dụ như này chẳng hạn, khi chúng ta đã ẩn các dấu chọn đi thì các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta, cho dù chúng ta click chuột trắng vào hay là lựa chọn công cụ, lựa chọn đối tượng, thì các đối tượng này không hiện các điểm neo nữa. Nó chỉ hiện lên các đường path mà không hiển thị các điểm neo. Cho nên là trường hợp nếu như chúng ta bị tắt mất thì chúng ta sẽ phải vào view, vào show x này để chúng ta hiển thị các cái điểm neo đấy lên. Như vậy thì chúng ta mới có thể chỉnh sửa và thay đổi các điểm neo này được. Thay đổi điểm chỉ bởi vì chỉ khi xuất hiện các điểm neo chúng ta mới có thể chỉnh sửa được mà thôi. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua, làm quen với Illustrator và chế độ hiển thị của không gian làm việc cũng như là của bảng vẽ. Phần 1 của chương 1 chúng ta sẽ tạm kết thúc ở đây. Xin mời các bạn sẽ tiếp tục theo dõi các phần sau. Xin cảm ơn.